Hello, chào các bạn quay lại kênh Cá Coi Vlog Trần Đức Cường. Bây giờ mình đang ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Mình ghé lên nhà của một chị gái, chị thích nuôi hồ cá coi, thích làm hồ, thích nuôi coi các bạn. Mà chị kêu lên ghé chị tư vấn cho chị, với lại giao cho chị ít hàng. Thì sẵn tiện mình đi giao hàng với lại đi làm clip tùm lum hết các bạn. Nên mình ghé vô cho chị giao chỉ, mà trời mưa quá các bạn, mà cái hẻm ở trong thành phố các bạn biết rồi, không có ghé vô được nên phải đứng ở ngoài, các bạn đang đợi chị ra chị đón đấy các bạn. Cái đường hẻm người ta đang làm, đang giao một mớ đồ chổi sứ với lại xi măng. Ủa nãy chị chở gì rồi? Cái máy bơm với UV. Chị chở máy bơm với UV rồi hả? Đó các bạn, bây giờ cái đường người ta đang làm cái xe đó kìa. Nó đang đứng đó, bây giờ không có đi vô rồi đúng không ạ? Bây giờ chỉ ra chỉ tăng bo vô. Rồi lát mình vô mình quay tiếp cho bạn xem nha. Đó bạn, tới rồi, đội dù vô, mà vô tới đây mưa cũng nhỏ à. Mà đi nãy giờ vô nếu mà không được dù chắc ướt luôn. nhà chị mới xây các bạn, rất là đẹp. Đây, cầm dù ra. Hết mưa rồi bỏ xuống đi. Wow, cái đường đi vô đẹp ghê. Wow, chơi cái lót gạch với lại cái đường, cái kiểu mới này đẹp quá trời luôn. Cái đường vô nhà đẹp quá chú. À chưa xong hả chú? À cái này là hồ cũ chú cải tạo lại hả? À, cải tạo lại. À hồi trước không làm lọc rồi giờ làm hả chú? Dạ. Hồi trước chú đâu có xây lọc phải không? À. À rồi cái hồ Nam Bộ rồi bây giờ mới làm lọc lại. Đây có hai hút mặt 60. Hút đây 90. Hút kia là hút lửng hả chú hay gì? Hút mặt luôn hả? À cô biết chứ chú không biết hả? À cái này làm vách ngang. Dạ. Cái hệ thống này cô làm hả? Thì cũng tự xem những cái clip của em đó. Dạ. Nghiên cứu với hỏi. Cái này là cái này là hút mặt. À, cái này hút mặt. Còn kia hút mặt luôn. Hút lửng. Cái đó hút mặt. Này hút đáy. Cái lỗ kia mình bỏ không? Cái lỗ kia bỏ. À dạ. Vậy mấy cái ô đó về, mấy cái ống đó về đâu không? À, về đây luôn hả? À, hay là về kia trước? Đây, về đây trước. Về đây trước. Nè. À rồi, mấy ống đây, bốn ống về đây. Nè. Vách ngang. À, cái này là để thoát ra một kia. À giờ xả nước ra. À, còn này đó mấy bơm nằm đó. À mấy bơm nằm trong kia thì bơm về luôn, bơm ống 3, ống 42. À chỗ này vách ngang này cô chưa xây hả? Chưa xây xong hả? À, chưa, hôm nay rẽ ra là hôm nay thợ nghỉ. À dạ. À, ống bơm kia là ống 34 hả con? À, ống 42. Ống 42. Ống này 42, 60, 90. Dạ rồi, lên có xài thác không? Ờ có. Có lên thác ống mấy? Có lên thác ống 34. Ống 34 rồi ra kia làm ống thử luôn. À, thử luôn ống 42 nè. À dạ. Bây giờ cái chỗ này có xây lên xe cao không? Cao xây bằng này. Bằng này. À. Bây giờ mà chắp nối vô đây hơi bị phê nha. Không, cái này nó đi bo riêng, không có nối với em. Nó đi riêng cái dòng này của ngoài nè, còn đó là riêng cái thành của đó. Không, ý nói bây giờ cái này nè, bây giờ xây là nối lên á, nối cao lên đó. Sợ là sợ cái khúc này là cho thợ làm cái kỹ với nó thấm. Thì bữa hổng cũng có lưu ý nhắc cái chỗ này thì họ nói gì làm kỹ thì cũng được, nói vậy. Dạ. Thì làm kỹ phải làm kỹ chứ. Phải làm kỹ cho nó đỡ thấm. Làm kỹ có bây giờ đục này, đục cái lớp này ra, ở đây sẽ còn trám lại một lớp toàn độ. À trám ở thêm một lớp ở ngoài nữa. Một lớp. À dạ. Tô lại rồi sơn lại. Cái hồ này kích thước dài khoảng nhiêu con? Cái này 3m2 gì đó. 3m2. Cái này khoảng chừng 2m. Sâu này chắc cỡ 50, 60 hả? Sâu lên tới đây nữa chắc cỡ 50. Giờ 50. Là hiện giờ có 35. À 35 lên 50. Hôm trước 95, là làm 4. Tới đây thôi nè. Nhưng mà bây giờ tự gì muốn cho nó cũng thêm, nâng lên thêm á. Dạ, khoảng chừng 2 khối 4. Lọc này khoảng chừng 1 khối lọc ok rồi. Lọc này quá ok rồi. Lọc về được rồi. Hình nó tới đó rồi cái dạ. Cái làm xéo xéo qua hả? Dạ, nhưng mà vậy được rồi con. Như vậy ok nè. Em mà cái ngăn này là
này nè, mai mốt mình đặt cái đó là ở tầm đó là được rồi, phải không? Dạ đúng rồi. Còn này là thấp, cao, cái này cao kia đó hả? Cao, cao hơn xíu. Cao hơn cái này. Dạ đúng rồi, cao hơn. Cái này xíu. Rồi dạ đây là thấp hả? Dạ là thấp lại, thấp dưới đáy luôn á. Thấp dưới đáy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Với lại mấy cái co này nè, tôi kêu đi đi ống lơ vô đây hết. Nguyên một hàng ống nằm đây. Ống lơ có nghĩa là cái, gắn cái lơ á, đúng rồi, gắn cái lơ vô trong này hết. Để khi nước trồi ở đây rồi mới gặp hàng chỗ mới qua kia. Chứ không để đây là nó lên tinh lum bùm đây rồi mất công đó, nó không có đúng à. Đi nguyên cái ống chịu đây hết, tất cả các ống hút đáy hút mặt về đây hết. Này bốn ống là bị gì nó ở cái thế này nó đông đây nó đâm ra nè. Dạ, không sao, cái kia cứ nối ra luôn, mình dạ nối đúng rồi cho nó một hàng ngay chỗ đó. Dạ đúng rồi, cứ nối ra hết luôn là hợp lý. Rồi còn cái từ ngăn một qua ngăn hai là đi ở trên, từ ngăn hai qua ngăn ba đi dưới. Nhưng mà cao hơn cái đó. Dạ đúng rồi, cao hơn xí. Dạ nó cứ cách mặt nước khoảng chừng 20 á. Dạ cách mặt nước chứ không phải mặt hồ, cách mặt nước 20 để cho nước nó qua cho kịp. Như cái bơm kia cô lắng gắn co xong rồi cô đưa vô ống luồng. Rồi cái thác cao không ta? Cái này nè. Cái này bây giờ mà làm nữa thì nó cũng lên tới đây á, nước chắc phải lên tới đây á. Dạ dạ. À vậy cái này chưa xong mà. Cái này chắc phải cô làm, nếu cô gần làm gấp thì cái tuần nữa. Lẽ ra là bữa nay xuống xây máy này xong cô là tô lại. Là thấy là cơ bản rồi. À dạ. Khi xong tô là thấy xong rồi đó. À. Còn trời, đất ở thành phố mà cô có cái khoảng đất rộng quá trời trời luôn. Trời này ơi, trồng này cây nuôi cá là quá hợp lý luôn. Cô mới về đây hơn năm thôi. À vậy hả? Giải tỏa ở phường Tân Phú nè. À dạ. Nên mới ra đây mới cũng may là đổi được cái miếng đất này. À dạ. Trời, nó còn rộng quá trời nè. Nó tùm lum quá. Rộng quá trời nuôi trồng cây. Ủa cái cây đó cây gì vậy cô? Cái này gọi là cải rổ em, cải. Ăn được hả? Ăn được không? Cái này ăn được, ăn được nhưng mà từ mùa mưa này nó lên yếu quá, chứ còn mùa nắng hôm trước nó lên dữ lắm. À dạ. Ồ ra trời trời đang mưa lâm bâm lâm bâm nữa. Cây này là tiêu lớp nè. Dạ, tiêu lớp tiêu hả? Tiêu lớp. Dạ. Trồng nó làm cảnh vậy đó. Dạ. Em mà giờ cái hồ này á là mình không có đậy nắp hả? Không đậy nắp thì tốt hơn không? Dạ trồng mình trồng bỏ cây trâu bà lên thôi, khỏi để nắp. Nếu mà sợ với lại cái thổi luồng nè, cái thổi luồng này giờ á dự kiến là làm vậy em thấy có được không? Dạ. Tức là một ở dưới đó ở trên đây. Dạ rồi trên đây đi xuống. Dạ được rồi, vậy đi là hai luồng vậy thôi. Dạ dạ đúng rồi, hai luồng vậy thôi, một cái dưới bên này lên đây. Dạ đúng rồi, một cái xuống đây và một cái lên đây, vậy là hợp lý rồi con. Vừa rồi á cũng dạ. Đang định là cũng sẽ dự phòng một cái nằm đây thì có nên hay không hay là thôi. Dạ thôi được rồi. Dạ thôi, nó chỉ hai luồng. Dạ cô đi lên, dạ đúng rồi xuống. Cô đi cái ống đó lên đây là được rồi, rồi ống kia xuống là được rồi, không có cần thổi lên xuống đâu. Cái ống mà thổi luồng giờ nó đang đi giáp dòng hồ nè, đang đi âm giáp dòng hồ nè, rồi tới đây bịch được rồi, kể đi đó. Còn không cô chừa ra ngoài kia đi. Không mà tới đây thôi được rồi, một cái ở đây qua. Một cái đây thổi lên. Nó đi vòng qua đây cái đụng cái này nó thổi xuống. Rồi, là được rồi. Là dạ đúng rồi, là nó sẽ được lọt vô mấy hút. Một cái hút mặt, hai cái hút mặt, cái hút lửng là lọt vô hút đáy hết à. Là nó thổi chập là nó lọt vô, miễn sao có thổi là được, chứ không có thổi mới sợ. Chứ còn mà có thổi là nó lọt vô là ok hết rồi. À cái thác này thác cũ hồi trước. Rồi chỉ có cái hồ nhỏ rồi bắt đầu có làm lớn ra. Đây nè cái hồ trước nè, cái hồi vậy, đó làm không có định nuôi mấy con cá này. Vậy trong nhà cũ của cô có nuôi không? Không. Không luôn hả? Tự nhiên ra đây thì thích à. Mà làm nó giờ nó cảm thấy hơi bị nhỏ, nó nuôi mấy cá này nó hơi bị nhỏ. Không có thấy được rồi mà. Không, hồi trước nè nó có chừng. Nhưng mà cô đừng có xây hồ nó bộ nữa nha. Không, giờ không làm gì đâu. Để nguyên cái hồ trống vậy luôn nè, cho cá nó bơi nó mới ấy. Chứ còn xây hồ nó bộ là nó núp ở dưới đó hết là. Dạ. Bây giờ chỉ bo mấy cái gốc này tròn lại thôi. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Dạ cô bo lại được rồi. Ồ bên kia cái trường á đúng không? Em còn cái ri mắt này cắt làm sao để vô làm sao? Để kiểu gì dạ, cái dọc, này thì cô biết để rồi. Dọc dày. Để dọc dày. Để dọc dày một, như mà dạ một tấm nguyên, một đường kẻ, một tấm nguyên, một đường kẻ, một tấm nguyên, một đường kẻ. Một đường kẻ có nghĩa là mình cắt cái ranh nhỏ nhỏ vậy cái mình nhét vô giữa. Còn lát con đưa hình cho cô. À dạ, chắc con phải coi lại đó. Còn cái xứ kia là mình sắp làm sao? Dạ thì cứ sắp lúc đó cái sắp, mấy cái ống này nằm ở dưới. Dạ đúng rồi, mấy cái ống này nằm ở dưới rồi. Thì mình sẽ sắp sát đáy luôn, khi nước nó đụng vô xứ rồi nó mới qua ra nhau, ha, sắp... Dạ không, sắp cho nó vuông vức nó bằng nhau là được rồi.
cho nó đều, miễn sao nước nó đi qua hết được cái sứ là được rồi. Mà dạ. Là cái lỗ ống sứ nó nằm hướng này hay là sao? Tự nhiên. Dạ không không, nằm ngang, nằm ngang, nằm ngang, nằm ngang. Dạ nằm ngang hết, nằm ngang hết. Dạ đúng rồi, nằm ngang hết. Tức là cái lỗ ống sứ nó nằm ngang vậy. Dạ đúng rồi, lỗ ống thì nằm ngang. Để cho nó tận dụng được cái lỗ của vi sinh, nó đưa vô đó là nó bám, đưa vô đó nó bám rồi nó lọc nước. Cái đèn là mình thả chỗ này. Dạ đúng rồi, thả ngay chỗ cái ống nó trồi lên. Bốn cái ống nó trồi bên kia. Là cô thả cái đèn ở bên kia xuống luôn, ngay chỗ cái ống trồi lên. Thả chỗ cái ống này. Dạ đúng rồi. Thả bên ngoài cái ống hả? Dạ đúng rồi. Cái ống á thì nó nằm ở dưới đáy mà, cô chỉ đưa cái co lên thôi. Cách mặt nước 10 cm rồi cô cắt. Bây giờ cái ống này mình phải nối cao. Không. Nằm ở dưới đáy hết, cách mặt nước 10 cm nè. Dạ. Rồi đầu cô cột cái bóng đèn treo lên. Cho nước nó trồi lên cái nó đụng chỗ cái đi qua bên này. Chứ không phải bây giờ cái cao. Này là thí dụ mình cho qua đây mình làm cái co cho nó ngóc lên, đúng rồi. Vừa qua đó làm con ngóc lên, vừa qua đó làm con ngóc lên 10 cm. Dạ đúng rồi đó. Tức là cao lên. Dạ đúng rồi, cao lên 10 cm để cho nó khỏi động phân á. Lúc nước nó lên rồi nó phân nó lắng xuống rồi cái nước sạch thì nó trồi lên, hoặc là nó kèm theo thì nó đụng chổi. Bữa đó em biết không, cái chỗ đây nè. Dạ. Là chỉ bởi vì cái địa hình của mình nó vậy nên đặt được có 3 ống này, mà cô nó phải 5 ống cho nên là bây giờ 2 ống này phải đi co nó vậy á. Dạ, vậy được rồi, vậy ok rồi. Mấy cái ống đó cô nối kỹ, kêu người ta trám kỹ lại chứ nó sợ nó thấm ra ngoài. Tại ai cũng không quan trọng cái ô lọc hết, ai cũng nghĩ làm cái hồ cho nó chắc. Nhưng mà thật ra thấm là dễ thấm nhất là những cái góc này. Đó, cô chịu khó cô kêu họ bo tròn góc hết, những cái góc cô nối. Tròn. Dạ. Bo tròn. Những cái góc nối cô cho bo tròn hết nha. Nhìn nó vậy chứ mai mốt nó thấm sữa cực kỳ mệt. Đó nên cô kêu thợ chịu khó bo đi, bo tròn hết, tô cho kỹ lên, lọc cũng như hồ và hồ cũng như lọc. Nó chống thấm cho nó tốt. Chứ mất công mai mốt lại bực của mình thêm. Xây cái hồ xong rồi, gần xong rồi mà tới cái lúc đó là nó thả nước vô cái nó thấm mà bực mình. Còn cái mà lỗ thoát này thì đang dự tính là mình ấy rồi cái mình co nó lên rồi mình gắn cái van được không? Nó dạ không, tại này nó sao? Cao hơn đâu có thoát được. Đâu? Nó thoát ra ngoài hố ga đây nè, đang có độ cao rồi cho vậy thoát được. Ống nó dẫn đi đó đó. Vậy thì làm ống ngoài đó rồi để dẫn. Dạ không, bây giờ cô co lên thì cô bật á thì nó lại nó chạy ngược lên thì phải có lực hút nó mới chảy. Chứ còn bình thường nó không có chảy. Cái này là để mình xả cái hồ này, mình xả cái hồ lắng này. Dạ không. Mấy cái hồ ô này cách làm sao để mà đang định là còn không bây giờ cô đào xuống gắn cái van cho nó khóa cái tay dưới chứ bây giờ làm cái co lên rồi gắn cái co cái khóa hả? Không, bây giờ là gắn van á, đang là dự tính là gắn van để khóa lại. Bây giờ mình không có ấy thì mình khóa nó lại. Dạ không, cái chừng không. Nào mình muốn. Bây giờ coi vậy nè. Chỗ này cô làm cái co đưa lên nha. Cái co. Cái co được. Chỗ bên kia cô cứ đi ống về hố ga bình thường. Rồi. Cô làm một cái co đi lên. Rồi. Xong cô lấy cái nối cái co đó cô để im nha. Khi mà mình đang xài bình thường mình lấy một cái ống 60 mình cắm xuống. Là nước á nó không có lên được cái ống đó thì nó đâu có lọt vô đó. Khi mà xả cô rút ống 60 lên là nó tự động nó trôi theo cái đường đó nó trôi đi. Còn xả xong cái cắm lại là nước nó không. Dạ nước nó nằm trên này là nó đâu có chảy được. Cái ống đó bao thấp hơn mặt nước. Cao hơn mặt nước, cao hơn mặt nước. Đó là làm như vậy đỡ tốn cái co mà vừa rất là khỏe nữa, khỏi cần cúi xuống. Dạ gỡ lên cái ống đó là nó chảy hết. Bình thường là mình cắm nó vô. Dạ đúng rồi, bình thường là mình cắm. Lúc nào mình cũng cắm, khi nào mình vệ sinh á là mình rút nó lên. Dạ. Đó nhưng mà cô muốn dễ thì tại vì cái chỗ này chỗ rồi nên cô làm co nó đưa vô góc kia luôn. Rồi làm cái co lên để cho mình dễ vệ sinh. Chỗ này nó trống nè, chỗ này chổi. Cô làm vậy là hợp lý nhất. Cái chỗ đó cô gắn một cái ống. Xong rồi khi vệ sinh cô rút cái ống ra cái là nó chảy hết cái hố ga. Đó như vậy là hợp lý nhất. Còn mấy cái này thì cô cứ làm y vậy luôn. Sau này có vệ sinh tổng một năm á, vệ sinh vậy thì cô cứ làm cái co lên làm cái ống, làm cái co lên làm cái ống. Rồi khi nào vệ sinh tổng rút ống chảy hết vậy hố ga hết. Còn tất cả cái ống này á, cô cứ nối vô một ống vô hố ga hết. Dạ. Đang nói rồi đó, đang nói giờ chỉ còn có một cái là đi ra hố ga thôi. Dạ. Bên đây là cái ống 90 nằm ngoài nè, nối ba dạ. Cái ống này vô cái ống 90. Dạ, đó. Dạ rồi, vậy. Đó vậy là ok rồi đó cô. Ở trên cái dàn bướm này cô có xịt và thuốc hay gì không cô? Không, mai mốt rồi sẽ bỏ nó đó em. Cái này trồng tự nhiên chứ nhà cứ để cho nó leo, bởi vì nó không có trái gì trơn. Mùa dạ. Mưa nữa giờ nên là nó không có trái. Dạ. Và về cho nó mát á. Dạ. Mùa mưa thì sáng không. Rồi bạn, mình ghé giao hàng với lại quay chia sẻ với bạn một chút về cái hồ của cô ấy, nó có chút sửa sai đó nha. Là các bạn để ý coi lại trong clip, các bạn có thích thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình biết ý kiến. Và
đăng ký kênh ủng hộ mình để mình đi nhiều hơn. Thật ra giao hàng thì chỉ cần chuyển xe thôi hoặc là giao bưu điện thôi chứ không cần đi tới đâu, nhưng mà mình cố gắng mình đi để mình quay clip mình chia sẻ cho các bạn coi. Đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, bye bye.